Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu cái sáng chế thứ tư của chúng tôi là phương tiện giao thông vận tải công cộng số lượng lớn tàu điện từ STCN. Thì trước mắt chúng tôi xin giới thiệu về cái lợi ích của nó. Thì nó có đến 10 lợi ích. Lợi ích thứ nhất là chi phí xây dựng không USD trên 1 km, làm nhà đầu tư đạt lợi nhuận cao. Rồi, lợi ích thứ hai là làm phát triển hạ tầng giao thông bền vững ngay cả khi nước biển dâng cao thêm 1 mét. Lợi ích thứ ba là làm hết ùn tắc giao thông dễ dàng cho thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và nhiều thành phố lớn khác trên thế giới. Lợi ích thứ tư, tạo cảnh đẹp văn minh hiện đại, nhờ có thành phố nổi, phố đi bộ, cầu phao quay dài nhất thế giới, tốt cho du lịch. Thứ năm, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống 20 triệu người dân đồng bằng sông Cửu Long. Lợi ích thứ sáu là biến nhược điểm của công nghệ tàu điện từ hiện nay thành ưu điểm. Lợi ích thứ bảy là tạo ra một loại phương tiện giao thông mới, hiện đại, hoàn chỉnh nhất thế giới mà chi phí là không USD 1 km, chưa kể tiền thu do bán vé tàu hết kẹt xe dễ dàng. Đến lợi ích thứ tám là tạo ra thành phố nổi dài nhất thế giới. Lợi ích thứ chín là tạo ra phố đi bộ dài nhất thế giới. Lợi ích thứ 10, người mua sáng chế lời to, thực hiện dự án độc quyền và làm nên lịch sử, tức là lợi nhuận rất cao do đó dự án cái dự án này rất là khả thi. Bây giờ tôi sẽ giải thích là về cái cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cái sáng chế này. Đấy, là tại làm sao mà nó lại đạt được những cái lợi ích mà vừa nói. Cái sáng chế phương tiện giao thông vận tải công cộng số lượng lớn tàu điện tử STCN này thì nó hình thành chủ yếu do điều phối, tổng hợp, phát triển ưu điểm, giảm nhược điểm những công trình, những công nghệ tốt đẹp của các nước. Như thứ nhất là phần tàu điện từ thì giống tàu điện từ Tomi của Nhật Bản. Cái này sẽ có một cái video riêng để chiếu cho nó rõ hơn nữa. Dùng lực từ trường do 500 vĩnh cửu trên đường dẫn tương tác với 500 vĩnh cửu trên tàu, đó là cái nguyên tắc của tàu điện từ Nhật Bản á. Vì đặt cùng chiều nên đẩy nhau làm tàu bay lên luôn cách mặt đường 8 đến 15 mm. Điểm thứ hai là 500 vĩnh cửu trên đường dẫn tương tác với 500 điện trên tàu làm tàu chạy tới, tương tự động cơ điện quay tròn thông thường đấy, nhưng phần roto và stator được trải dài ra nên chạy thẳng, có nghĩa là nó là cái loại motor mà chạy thẳng đó, thay vì xoay tròn. Bộ cảm biến gia giảm luồng điện thì làm cho tàu chạy nhanh hay chậm, đổi chiều để thắng tàu lại. Rồi điểm nữa là dọc theo đường dẫn có tường cao 40 cm kẹp hai bên hông tàu, giữ cho tàu không bao giờ lệch ra khỏi quỹ đạo đã định sẵn. Đường dẫn cho tàu không chạy trên đường bộ, nằm dưới đất hay trên cao như các loại hiện nay, mà chạy trên thành phố nổi, thích ứng với biến đổi khí hậu trên sông kênh rạch, có phố đi bộ, có cầu đổi quay nối hai bờ. Rồi đến cái phần đường cho tàu chạy là thành phố nổi, tàu nó chạy trên nóc của cái thành phố nổi này, của những nhà nổi này. Tàu điện từ bay trên và cách nóc nhà nổi 8 đến 15 mm. Chi phí lại càng giảm hơn nữa, do nhà đầu tư xây những nhà nổi này mà không tốn tiền mặt bằng,
lại bán được giá cao do vị trí tốt. Các nhà nổi này có tầng trên là nhà để kinh doanh, tầng dưới là phao còn dùng để ở, như nhà nổi ở Dubai. Rồi bây giờ còn phần phố đi bộ thì như thế nào? Thì hành lang của dãy nhà nổi rộng làm phố đi bộ như cầu Galata Istanbul, thì cái này cũng có video mà ở trên mạng thì ta sợ thì có ngay. Thành phố nổi Dubai cũng sợ là có ngay. Rồi tàu điện tử Tôn Đi Nhật Bản thì sợ trên mạng cũng có ngay. Phần cầu phao quay thì tất cả kết hợp lại thành cầu phao quay. Bình thường nó là một đường dẫn của tàu điện tử. Ban đêm cầu phao quay 8-90 độ nối liền hai bờ sông như cầu Curacao. Cái này cũng có video, cũng ở trên mạng có rất là rõ. Rồi đến phần kết luận thì 4 điểm ở trên này, 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4. Đấy, 4 điểm trên chứng tỏ tàu điện tử STC có chi phí xây dựng không USD trên 1 km. Tàu chưa chạy đã thu hồi vốn. Đó. Bây giờ nó tóm lại là cái tàu mà điện tử của các nước trên thế giới hiện nay là một cái phương tiện mà hiện đại nhất. Đấy. Thì xây dựng, cái phí xây dựng nó rất là tốn kém. Đó, hàng trăm triệu USD. Thì bây giờ của ta là tại sao mà nói lại là không tốn đồng nào, không USD trên 1 km nè? Lý do là nó không chạy ở trên đường có sẵn, trên đường mà phải làm như các nước đã đang làm, mà cái tàu điện tử STCM là chạy ở trên sông kinh rạch đã có sẵn. Đấy, thành ra là nó không có tốn cái phí rất lớn làm được, mà công nghệ tàu điện tử hiện nay ở các nước đang mắc phải. Đó là một điểm. Rồi nó lại là còn chạy trên cái nóc của nhà nổi. Nhà nổi sẽ xây thành dài thành một con đường. Đấy. Rồi nó sẽ chạy trên nóc nhà. Nhà nổi này đương nhiên là nó phải lớn để có một cái sức chịu đựng của nó. Đấy. Thì cái dãy nhà nổi này nó có là cái tầng dưới nó là phao, thì nó lại là làm nhà ở. Tầng trên của nó là cái những cái nhà để kinh doanh đó, nhà hàng hay là gì ấy gì đó để kinh doanh shop để bán hàng. Đấy. Còn ở trên nóc của nó thì phần nhỏ trên thì là đường cho tàu điện tử chạy. Đấy. Còn rộng hai bên hông của nó, bên hông thì lại là phố đi bộ. Thì cái này là sẽ có những cái hình ảnh và cái mô hình nè, như dưới này thì nó sẽ minh họa rõ hơn. Bây giờ là tôi xin giới thiệu cái nguyên tắc chung của tàu điện tử nè. Thì bây giờ nó cái tàu điện tử lúc nào nó cũng cách mặt đường từ 8-15 mm như mình đã nói nè, rất dễ thôi. Cái nguyên tắc tàu điện tử này nó hiện đại mà nó dễ hơn cả ngàn lần so với động cơ nổ, là 2 năm trăm. Đấy, là một cái 500 đặt dưới đường, 1 500 trên tàu, 2 500 cùng chiều thì nó sẽ đẩy lên, do đó tàu lúc nào cũng cách mặt đường. Đó là một điểm để tàu cách mặt đường, phải không? Nó chạy nó không có ma sát, do đó nó không có hao mòn. Rồi bây giờ làm sao để chạy tới? Thì đây đường đây 500, rồi trên tàu cũng có gắn 500. Đấy, nó giống như là một cái motor quay tròn thông thường mà chúng ta có đó, chúng ta đã biết đó. Bây giờ mới mổ ra cho nó thành cái trục giữa của nó trải dài ra, rồi cái vỏ ngoài của nó cũng trải dài ra. Đây như đây nè, thấy không? Thì cái phần mà ở motor thông thường đó là nó nằm đây, mình gắn trên tàu, còn này là ở dưới đường. Đấy, nó để chạy. Thì cái này là người ta đã sử dụng nhiều rồi, là motor, người ta gọi là motor chạy thẳng. Đấy, chứ không có gì hết. Còn motor thông thường là motor quay tròn. Đấy, motor chạy thẳng thì nó đẩy tàu chạy tới. Rất đơn giản hơn cả ngàn lần so với lại động cơ nổ. À. Rồi. Đây là cái thiết kế này nè. À, cái này là ở đường nè, thấy không? Chúng ta làm đây điểm dãy 500. À, 500 này là nó sẽ tương tác với lại cái 500 ở trên tàu, nó làm cho tàu lúc nào cũng cách mặt đường. Đấy.
là một. Rồi bây giờ đây đây hình dưới phần dưới của chiếc tạo nè, còn cái ở giữa nè, 500 giữa nè, nó sẽ tương tác với 500 ở giữa nè. Đấy, nó đẩy làm tàu chạy tới như là cái motor mà ở trên, motor chạy thẳng mà mình đã nói đó, line motor đó. Đấy, chạy thẳng, thấy không? Rồi thì bây giờ đó là cái tàu này đó, đây là cái hình của Galata, cầu Galata, để nó băng qua sông nè. Thì ở dưới này là người ta mua bán nè, thấy không? Ở cái cầu này là cầu thường chứ không phải cầu phao. Còn chúng ta là ta xây dựng là ở dưới là cái phao nổi, để cho ở dưới tầng dưới này thì để ở. Đấy, nó chìm dưới nước nè, giống như cái nhà nổi ở Dubai nè, thấy không? Tầng dưới là để ở. Đó, tầng trên thì là cái shop để bán hàng. Đấy, hay là nhà hàng khách sạn để cho người ta ăn uống. Đấy, ở trên này, thấy không? Trên này cầu Galata. Thì bây giờ cầu Galata này là xây dựng cả trăm năm trước rồi ở Istanbul. Thế thì giờ ta đứng đây ta câu cá, ta chơi rồi nè, ở trên này có tàu metro nó chạy. Thì bây giờ của mình á là tàu điện tử chạy. Rồi đây là phố đi bộ. Đấy, đây cái hình này nè. Đây là nhà hàng ăn uống nè. Thấy không? Đó. Rồi bây giờ mình được có một cái là mình di động được. Của cầu Galata này nó không di động, nó làm cố định. Còn của mình là ở dưới là phao mà. Này đây giống như cầu Curacao nè, thấy không? Nè. Cầu Curacao nó nối liền từ bờ sông này bên kia. Này là phao nổi nè, mình phải là phao nổi. Đấy. Nổi đây. Thì cầu này quay được, này nó quay lại, nó xếp vô nè, quay lại xếp vô. Rồi xong rồi nó quay trở ra, nó nối liền trở lại. Đó, quay ra nối liền trở lại. Thì cái của mình á, bây giờ bình thường thì nó thành một cái con đường dài để đi. Nhưng mà ngoài giờ tàu chạy thì làm cho cái cầu nó quay lại, nó nối hai bờ. Cái chuyện quay này nó rất dễ là tại vì là cầu phao chứ không phải là cầu cố định. Đó, cầu phao. Do đó là chúng ta quay lại nối hai bờ. Đấy, còn khi mà tàu chạy thì nó nằm sát bên bờ, nó nối liền với đường để cho cái tàu điện tử nó chạy. Thấy không? Ngoài giờ cái nó xây qua, nó nối liền bờ sông giống như hình đây. À, rồi như là vậy là rõ rồi ha, đâu còn gì nữa đâu. Thấy không? Bây giờ nói tóm lại là tại sao mà cái anh này lại là không USD cho một cái số, trong khi đó làm đường cái gì cũng phải tốn tiền. Ví dụ như hiện nay làm cái con đường tàu cao tốc thì phải 6 triệu đô một cây số, mà đây mình dám nói là không mua đê trên một cây số. Đó, lý do là nó chạy trên con đường sông Kinh Rạch có sẵn và chạy trên nóc dãy nhà nổi. Những cái dãy nhà nổi này thì nó lại là kinh doanh bất động sản, tạo cái nguồn thu rất lớn cho nhà đầu tư. Lý do cái vị trí nó đắc địa, nó nằm gần sông nè, trên sông nè, rồi là cầu phao quay nè, rồi phố đi bộ nè, đấy, rồi đường giao thông nè, đã các vị trí rất là đắc địa. Do đó bán những cái nhà này lời rất cao. Đó. Ta lấy cái tiền lời đó để mà bù lại cái phần mà làm tàu điện tử, làm tàu điện tử. Đó. Mặc dù là cái này tốn ít thôi, là nhờ không phải làm đường, nhưng cũng phải có tốn kém. Thế thì mình lấy cái doanh thu, cái tiền lợi nhuận của cái anh này bù trở lại. Do đó là có thể nói là nó là không của ta trên một số. Và cái điểm đặc biệt này, khi mà ta kinh doanh bất động sản này lợi rất là nhiều. Ngoài cái vị trí đắc địa đó rồi, khi mà chúng ta bán cái nhà này, những cái nhà này trên thành phố nổi, là ta bán vừa nhà ở mà vừa là cơ sở kinh doanh. Mặt trên nó là cơ sở kinh doanh nè, nhà hàng nè, nhà hàng nè. Cái người mua thì họ rất thích, khi họ mua xong họ có cái cơ ngơi, cái chỗ ở, là có cái cơ sở kinh doanh liền, cơ sở làm ăn liền. Đó. Do đó là cái dự án này chúng tôi có thể kết luận là nó là không mua USD trên 1 km. Rồi à, bây giờ mô hình anh mô hình rõ hơn nữa ha. Thấy xuống chú còn quay gì nè. Đó, thấy không? Nó bây giờ cái lồng kiến này đó là nó xong nha, coi như xong.
Thì cái dãy nhà nổi này nè, đó dãy nhà nổi này, đó nó như thế. Bây giờ tàu điện từ nó sẽ chạy trên, đứng lên quay cái này, nó chạy trên vậy nha. Đó, hai bên tường này nó giữ tàu lúc nào cũng chạy thẳng trên đường. Đó. Thì đây là cái nóc của dãy nhà của thành phố nổi nè. Đó, hai rộng ở bên đây là phố đi bộ, ở trên đường tàu chạy, thấy không? Rồi cái dưới nó thì lại là cơ sở kinh doanh. Đấy, nó là tầng trên của dãy nhà. Đấy, còn ở dưới nè, dưới này á là nhà kêu bằng cái nhà này nó chìm dưới nước phần nào nha. Đó, nó chìm dưới nước phần nào thì để ở, thấy không? Do đó là nhà đầu tư khi bán người ta thì bán vừa nhà ở, ở trên là vừa cơ sở kinh doanh. Đó, cơ sở này có thể làm chợ đêm. Thì như vậy nguyên một cái lộ trình dài thì đây nó sẽ trở thành một cái thành phố nổi, thấy không? Rồi thành chợ đêm. Thì anh này quay được nha. Đó, như trên đã nói đó, nó quay như thế này. Đó, nó quay vậy. Nó quay riết qua đây, nó sẽ nối liền hai bờ sông. Đó, nó quay. Đó, bình thường nó chạy thì nó sẽ nối liền với con đường đi luôn, nó đi xa ra, thấy không? Thì lúc đó là tàu chạy. Đó, bây giờ ngoài giờ tàu chạy thì cầu phao này nó sẽ quay, nó nối liền hai bờ sông. Đó, nó quay như thế này, nó nối liền hai bờ sông, thấy không? Vừa là cầu. Đó, do đó là cái cảnh này nó rất đẹp, như ở các nước người ta đã làm rồi. Nó lại là một cái nơi du lịch rất tốt. Đó, bây giờ tóm lại là tàu điện từ. Đó, với một nguyên tắc tàu điện từ rất là đơn giản, nó chạy trên nóc dãy nhà nổi. Dãy nhà nổi liên tục thì nó thành một cái thành phố nổi rất dài. Cái đoạn đường mà nó dài mấy chục cây số thì như là thành phố nổi nó cực kỳ dài. Thì thành phố nổi này nó có ở đây, đây bên hông trên này là phố đi bộ, dưới này là cơ sở kinh doanh, nhà hàng, đó shop bán hàng, chợ đêm, ở dưới là nhà ở, đó, cầu phao. Cái nguyên cả cái này thì nó có thể quay được, đây thành cầu phao quay, thấy không? Nó rất là một cái cơ sở du lịch rồi. Xin làm hồ sơ, xin ba tăng ở tại cục sở trí tuệ và được cái quyết định chấp nhận đơn của hợp lệ rồi, xét nghiệm rồi hợp lệ hết của cục trưởng cục sở hữu trí tuệ ký phương tiện giao thông rồi ở Mỹ thì cũng đã công nhận Public Transportation Metro ETC của Bộ Thương mại Mỹ cấp rồi. Thành ra chúng tôi cũng sẵn sàng là tiết lộ ra chi tiết, không có sợ ai copy hết. Rồi sao? Okay, tiếp theo thiết kế số 4. Rồi. Thì cái video trước thì chúng ta chưa có nói tới cái phần ví dụ thực hiện. Bây giờ là ví dụ thực hiện sáng chế tàu điện từ tại Đồng Nai đi. Vì chúng tôi là cuộc sinh ngô quyền là sống trên bờ sông Đồng Nai đi qua. Do đó chúng tôi tha thiết làm sao mà để đưa cái sáng chế tàu điện từ STCM ra được thực hiện tại bờ sông Đồng Nai đi qua. Thì bây giờ ví dụ nếu mà thực hiện như thế đó thì chúng ta sẽ gồm hai phần. Cái phần di động đó, thì thi công khoảng 500m từ bến đò Chợ Vinh ngày xưa gần cầu Mát giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhà văn hóa thiếu nhi, dưới sông gần bờ hướng về phía nhà máy nước. Lúc bình thường giờ tàu chạy là đường cho tàu điện từ STCM, ngoài giờ tàu điện từ chạy thì đoạn này quay nối liền hai bờ sông, bờ bên kia là bến đò ngựa ngày xưa, tức là gần chùa Long Thiền á. Còn phần tàu điện từ thì chạy trên nóc nhà nổi được làm tương tự như Tommy Malek Metrotoy. Rồi phần nhà nổi chợ đêm phố đi bộ được làm tương tự như cầu Galata Istanbul, Floating City Amsterdam, Floating City Dubai. Thì cái này đã trình bày trong cái video trước hết. Bây giờ phần cầu phao quay làm tương tự như Curacao Swing Floating Bridge. Rồi đúng rồi, đây là
Đây là cây sẽ đặt tại cầu Mát Biên Hòa, bến đò ngựa bên kia sông gần chùa Long Thiền, bên kia sông là cầu Mát nè, đó đó đó, cây cầu Mát nè. Đấy, thì hồi xưa đây là một cái bến đò, gọi là bến đò Chợ Vinh, băng qua sông này, băng sông qua tới bên kia sông là bến đò ngựa. Đấy, đây là cái di tích cách đây khoảng 100 năm. Thấy không? Thì cái di tích này ngày nay không còn nữa. À, bên này là chợ đồn. Đấy. Thì bây giờ là ta sẽ làm từ đây băng qua tới bến đò ngựa, nó khoảng là 500 mét thôi. Đấy. Thì trong cái lúc mà cầu phao nó quay á, thì nó mới nối liền như thế. Còn nếu mà nó không quay, nó trên đường của nó, thì nó đâm về phía cầu gành, chạy về phía cầu gành, thì cũng có 500 mét. Thì ngoài 500 mét nó sẽ nối liền một cái đoạn ngoài 500 mét dài ra tới cầu Đồng Nai, Biên Hòa. Đó là cái lộ trình trước mắt nó như vậy. Thấy không? Bây giờ xin lặp lại chỗ này chút xíu nè. Đó, bắt đầu là gần chỗ cầu Mát đây nè. Đấy. Tức là hồi xưa nó có cái con đường ở giữa nhà văn hóa thiếu nhi và ủy ban tỉnh. Đấy, nó đi xuống cách cầu Mát này khoảng 100 thước. Đấy. Bắt đầu chúng ta làm ở đây, băng qua cầu phao nổi, ở dưới là nhà ở, ở trên là chợ đêm, rồi shop, rồi nhà hàng, rồi trên nữa là tàu điện từ chạy. Đấy. Thì ngoài giờ tàu chạy thì băng thẳng qua bên kia dài 500 mét, băng thẳng qua bên kia là bến đò ngựa. Rồi còn trong giờ tàu chạy thì quay hướng về phía cầu gành, để có một cái đoạn khác nữa nó dài hơn, nó sẽ đi từ tiếp nối theo. Đấy, ra tới cầu Đồng Nai. Đấy, đây những người bạn đồ để chỗ gần ủy ban tỉnh nè, cái đường đỏ này nè là cái đường ngày xưa nó có nằm giữa ủy ban tỉnh với nhà văn hóa thiếu nhi. À, bây giờ đường này thì không còn nữa. À, rồi đây là cái chương trình còn tiếp hay sao nữa không? Có biết qua. À, đây là những cái cảnh mà nè. Đó, thì ở trên tàu điện từ chạy trên, rồi ở dưới này thì là nhà hàng, đấy, shop bán hàng, rồi ở dưới này nữa là nhà ở, đấy, mà nó còn là cái phao nữa, rồi nó quay nè, quay dưới cầu Curacao nè, đó, mấy cái này thì cũng đã có rồi. À, hồi nãy mình nói về cái phần mà di động rồi, còn giờ tới phần cố định nè, thì làm thêm khoảng 5.000 mét nữa, nối tiếp phần di động là đường dẫn cho tàu điện từ STC chạy dưới sông vượt qua cầu gạch. Đó, nãy mình nói cái phần quay thôi, phần di động thôi, còn rồi tiếp theo là phần cố định là khoảng 5.000 mét, 5 cây số nữa mới ra tới cầu Đồng Nai dưới sông vượt qua cầu gạch. Chỗ chui qua cầu gầm cầu gạch thì nhà nổi cần phải thật thấp. Đó, như vậy thì phải chui dưới gầm cầu gạch, có một cái đoạn này đó thì nhà nổi phải thật thấp, kéo dài đến cầu Đồng Nai, xa lộ Hà Nội. Phần cố định này cũng có nhà nổi, phố đi bộ, chợ đêm như phần di động, nhưng mà lớn nhỏ thì tùy đoạn. Cái đoạn này thì có thể là lớn hơn, cái kia nhỏ hơn, hoặc là đoạn cao hơn, hoặc đoạn thấp hơn, nhưng có thêm đường để lên bờ làm trạm đón khách. Đó, bây giờ nó cả 5 cây số vậy thì cũng có nên một cái, có cái đường để làm cái trạm để cho khách họ lên xuống họ đi. À, rồi xin hết.